Tuy nhiên thì những ngày gần đây khi mà Bitcoin nó giảm xuống rất là mạnh thì cái tỷ giá này cũng đang suy yếu và đang có cái dấu hiệu là break khỏi cái trend tăng này, thì chúng ta sẽ cần phải cẩn thận, cần phải kiên nhẫn chờ những tín hiệu đảo chiều. Xin chào các bạn đến với kênh Mr. Coin, và như thường lệ thì mình sẽ quay trở lại với các bạn trong một video điểm qua tình hình thị trường cũng như là chia sẻ các bạn một số tin tức quan trọng và thú vị. Đồng hành cùng chúng ta trong video hôm nay là Coin98 Wallet. Đây là ví crypto đa chuỗi cho phép chúng ta có thể lưu trữ tài sản trên hơn 30 blockchain khác nhau, chỉ một passphrase duy nhất. Các bạn có thể swap token một cách nhanh chóng và vô cùng tiện lợi. Xpoin được thưởng trong mỗi lần swap token và các bạn có thể sử dụng Xpoin để nhận những phần thưởng vô cùng hấp dẫn. Gần như mọi dịch vụ về DeFi đều có mặt trên Coin98 Wallet. Hãy tải Coin98 ngay hôm nay bằng link ở phần mô tả của video để ủng hộ Coin98 và Mr. Coin các bạn nhé. Như các bạn đã thấy thì ngày hôm nay Bitcoin nó đã quay trở về khu vực hỗ trợ từ 39.500 tới 42.600. Thì ở trên chart và monthly, chart tháng, thì đây là một khu vực hỗ trợ trùng với cả ngưỡng Fibo 0.618. Đó, thì thường đây vừa là cái khu vực hút giá mạnh cũng như là cái khu vực hỗ trợ rất là mạnh. Thì khả năng cao là giá Bitcoin nó sẽ phản ứng khá là mạnh với cả cái khu vực này. Thực chất là ngày 4 tháng 12 vừa qua, Bitcoin cũng đã về cái khu vực này, sau đó rút chân lên rất là mạnh. Và hôm nay thì chúng ta thấy được rằng là giá đã về khu vực này lần thứ hai. Tuy nhiên thì mình không khuyến cáo là chúng ta vào lệnh ngay bây giờ, mà chúng ta nên chờ cho Bitcoin có những tín hiệu đảo chiều trên chặt ngày thì chúng ta mới vào lệnh long. Tín hiệu đảo chiều thì bao gồm có hai cái yếu tố. Thứ nhất là breakout khỏi cái trend giảm, và thứ hai là breakout khỏi key level. Hiện tại thì key level của chúng ta là mức giá 48.000. Đó, thì chúng ta hy vọng là Bitcoin nó sẽ lên xuống ở khu vực này thêm một chút, cái momentum giảm nó bị suy yếu đi và chúng ta sẽ hình thành những key level thấp hơn để chúng ta có thể dễ dàng có sự breakout, có tín hiệu đảo chiều hơn. Đó, giống như là vào cái ngày 21 tháng 12 này, chúng ta đã có một tín hiệu đảo chiều và sau đó thì Bitcoin nó đã tăng được lên một đoạn, tuy nhiên thì cuối cùng lại giảm xuống và chúng ta đã test cái khu vực Fibonacci 0.618 này. Hiện tại thì cái đà tăng của altcoin cũng đã suy yếu so với cả Bitcoin, đúng không ạ? Ở đây chúng ta có tỷ giá giữa altcoin và Bitcoin. Trong thời gian vừa qua, khi mà Bitcoin giảm dần đều thì cái tỷ giá giữa altcoin và Bitcoin nó lại đang ở trong trend tăng, cho thấy được rằng là altcoin vẫn giữ giá so với Bitcoin, và khi nào Bitcoin hồi phục thì altcoin nó lại tăng khá là mạnh. Tuy nhiên thì những ngày gần đây khi mà Bitcoin nó giảm xuống rất là mạnh thì cái tỷ giá này cũng đang suy yếu và đang có cái dấu hiệu là break khỏi cái trend tăng này, thì chúng ta sẽ cần phải cẩn thận, cần phải kiên nhẫn chờ những tín hiệu đảo chiều. Vậy thì đâu là lý do mà chúng ta có cái sự sụt giảm mạnh về giá của Bitcoin trong những ngày vừa qua, đặc biệt là vào ngày thứ tư như vậy? Ở trên thị trường về mặt tin tức thì chúng ta có hai tin tức xấu. Thứ nhất là về việc Quỹ Dự trữ Liên bang Mỹ họ sẽ gia tăng cái sự thắt chặt về chính sách tiền tệ của mình. Trong thời gian trước thì họ công bố là sẽ có hai cái chính sách trong năm 2022 này về thắt chặt chính sách tiền tệ, đó là nâng lãi suất và giảm cái tốc độ bơm tiền vào nền kinh tế. Và trong ngày thứ tư vừa rồi thì họ tuyên bố thêm là sẽ có một cái chính sách nữa, là họ thậm chí là họ sẽ rút tiền khỏi nền kinh tế bằng cách là họ giảm cái lượng tài sản nắm giữ ở trên cái balance sheet, ở trên cái bảng cân đối kế toán của họ. Các bạn biết là Fed họ nắm giữ rất là nhiều những cái trái phiếu từ chính phủ cũng như là từ tư nhân, thì cứ định kỳ những cái trái phiếu này nó lại sản sinh ra cái lợi suất trả về cho Fed, hoặc là một số trái phiếu thì đến hạn đó thì sẽ có tiền mặt quay trở về cho Fed dưới dạng là cái phần gốc trả lại. Thì thông thường thì Fed sẽ sử dụng cái tiền này để tái đầu tư mua những cái trái phiếu khác, nhưng mà bây giờ thì Fed khả năng cao là họ sẽ không tái đầu tư nữa, mà họ sẽ lấy cái tiền này ra khỏi nền kinh tế luôn, họ sẽ không có tiền này luôn để mà cái nguồn tiền trong nền kinh tế nó bị giảm đi. Thì cái việc mà Fed bơm tiền vào nền kinh tế rất nhiều năm 2020, 2021 vừa qua là một động lực khiến cho rất là nhiều thị trường tài chính tăng trưởng, trong đó có thị trường crypto, thị trường chứng khoán và ngay cả thị trường hàng hóa cũng tăng trưởng rất là nhiều. Và bây giờ cái động lực này nó không chỉ giảm đi mà có thể nó đảo chiều,
Đó, thì đó là những tín hiệu rất là xấu với cả thị trường crypto và thị trường tài chính rủi ro chung của thế giới. Thì đó là tin tức thứ nhất. Tin tức thứ hai là tin tức về đất nước Kazakhstan, đất nước có cái số lượng miner có cái hash rate lớn thứ hai trên thế giới chỉ sau Mỹ mà thôi. Đó, thì hiện tại ở Kazakhstan đang diễn ra một cái cuộc bạo loạn, một cuộc biểu tình rất là đẫm máu. Cảnh sát cũng như là người biểu tình thì đều có những thiệt hại về nhân mạng. Ở trên trang ABC News chúng ta có tin là đã có 12 sĩ quan cảnh sát bị giết trong cuộc đụng độ với cả cái người biểu tình, và một trong số những cảnh sát này thì đã bị chặt đầu. Rất là nguy hiểm, rất là căng thẳng. Đó, theo nguồn tin không chính thống thì ở bên biểu tình thì cũng đã có hàng trăm người bị thiệt mạng rồi. Đúng không ạ? Ở đây chúng ta có một cái video về cái cuộc biểu tình ở Kazakhstan này. Và các bạn có thể thấy được rằng là cái sự căng thẳng, cái sự bạo lực của cuộc biểu tình này nó rất là lớn. Đó, thậm chí là có thể dẫn đến nội chiến. Và cái đất nước láng giềng của Kazakhstan là Nga, họ đã cử những cái đơn vị đặc biệt bao gồm có lính dù để mà hỗ trợ chính quyền Kazakhstan dẹp cái cuộc biểu tình này. Đó, thì cái cuộc biểu tình này đã ảnh hưởng tới những cái miner, những cái thợ ở những cái xưởng đào coin ở đất nước Kazakhstan, là bởi vì chính quyền Kazakhstan quyết định là sẽ block cái quyền truy cập của người dân và mạng internet. Có nghĩa là thông tin sẽ không được truyền ra ngoài nữa. Đó, mà không có cái mạng internet thì không có bất cứ xưởng đá Bitcoin nào có thể hoạt động được. Và những cái trader trade coin hoặc là những cái holder holdcoin ở Kazakhstan cũng sẽ không thể thực hiện bất cứ giao dịch nào. Đó, thì nó đã khiến cho cái hash rate của hệ thống Bitcoin bị giảm đột ngột trong những ngày vừa qua. Tuy nhiên thì rất may mắn hệ thống Bitcoin Network vẫn hoạt động rất là trơn tru và ok, không có cái vấn đề gì cả. Hiện tại thì mình đang làm những cái video chia sẻ về cái hoạt động của Bitcoin. Các bạn có thể xem phần 1 mình đã đăng, và phần 2 thì mình sẽ đăng trong những ngày sắp tới. Ở đây các bạn xem các bạn sẽ hiểu được là tại sao hệ thống Bitcoin Network lại có thể hoạt động tốt và khỏe như vậy, ngay cả trong những cái trường hợp bị tổn thất về cái sức mạng hệ thống cũng như là tổn thất về mạng lưới. Thì đó chính là cái tính bền vững của Bitcoin Network và lý do tại sao mà Bitcoin đến bây giờ vẫn là cái ông vua của thị trường. Vậy thì đâu là nguyên do dẫn tới cái cuộc biểu tình bạo loạn rất là bạo lực ở Kazakhstan như vậy? Thì đây là một cái bài báo của trang New York Times.com. Thì cái lý do thì gồm có hai lý do gần và lý do sâu xa. Lý do gần đó là bởi vì gần đây chính quyền Kazakhstan họ quyết định là họ sẽ không trợ giá cái nguyên liệu khí hóa lỏng LPG, Liquefied Petroleum Gas, cho người dân Kazakhstan nữa, mà đây lại là một nguyên liệu mà tất cả mọi cái phương tiện giao thông, mọi cái chiếc xe ở Kazakhstan cần phải sử dụng. Mà bây giờ khi mà chính phủ không trợ giá cái nguồn nguyên liệu thiết yếu này nữa, thì tất cả những cái chi phí khác ở trong nền kinh tế, những chi phí cơ bản để mà tồn tại của người dân Kazakhstan nó tăng lên rất là nhiều. Đó, trong khi cái thu nhập của người dân Kazakhstan chỉ có khoảng 570 đô trên trung bình một tháng, và thậm chí nhiều người có cái mức thu nhập thấp hơn thế này. Đó, thì cái cuộc sống của họ bị ảnh hưởng bởi Covid. Bây giờ cái sự lạm phát về giá cả, mọi thứ từ thực phẩm cho tới tiền đi lại, nguyên liệu, tiền điện này kia tăng, thì chắc chắn là họ không chịu được. Thì đó là cái nguyên nhân gần. Có nguyên nhân sâu xa là bởi vì họ đã quá bất mãn với cái sự bất công về xã hội, bất công về kinh tế ở một đất nước thiếu cái sự dân chủ hoặc như là Kazakhstan. Kazakhstan trước đây cũng là một đất nước ở trong cái khối Liên Xô cũ. Chúng ta đã có một cuộc biểu tình rất là nguy hiểm như vậy. Và một phần lý do cũng liên quan tới việc Fed bơm tiền rất là ồ ạt vào trong nền kinh tế của mình, cũng như là ảnh hưởng từ chính sách tiền tệ của các quốc gia khác. Các quốc gia khác sẽ phải bơm tiền theo để mà giữ cái tỷ giá ổn định so với đồng đô la Mỹ, đồng tiền chung cho hoạt động thương mại trên toàn thế giới. Thì đây là cái ví dụ về tác động của lạm phát có thể kinh khủng như nào tới một cái đất nước vốn đã bất ổn như là Kazakhstan. Thì với hai tin tức xấu này, Bitcoin nó đã giảm. Đó, tuy nhiên thì mình nghĩ rằng tin tức nó chỉ là một phần mà thôi. Thực tế như mình đã chia sẻ hôm trước thì những tay chơi lớn họ đã nắm giữ vị thế short rất là nhiều rồi. Khả năng cao là khi cái tin tức xấu nó ra thì họ đã tiếp tục đặt những lệnh market order rất là mạnh để mà giá nó giảm sâu, và họ có những vị thế của mình có lời, đúng không ạ? Và họ
có thể chốt lời dần ở những khu vực giá thấp hơn. Thì những tin tức kiểu này ở trên thị trường tài chính người ta gọi là news catalyst. Có nghĩa là từ cuối năm ngoái chúng ta có tầm nhìn là sang năm nay khả năng cao là Bitcoin nó sẽ giảm. Bởi vì những yếu tố về vĩ mô, bởi vì những cái tính chu kỳ, đó chúng ta đoán trước là Bitcoin sẽ giảm. Thì những tay chơi lớn họ cũng như vậy, họ đã vào sẵn những vị thế short, và mỗi khi có những cái thông tin xấu như vậy, nó trở thành một chất xúc tác, catalyst dịch ra là chất xúc tác, thì họ lại tiếp tục đẩy giá xuống, và đám đông thấy rằng là có tin xấu rồi giá giảm, thì sợ hãi và bán xả theo. Thì những cái tay chơi lớn, cái vị thế của họ lại càng lời. Đó, thì đó là cái mà mình hiểu về cái sự hoạt động của thị trường. Thời điểm này thì có lẽ là rất là nhiều bạn theo dõi video của mình có một cái câu hỏi đặt ra là chúng ta nên làm gì nếu mà chúng ta đang bị lỗ. Rất là nhiều đồng altcoin đã giảm mạnh ở trong thời gian vừa qua rồi. Thì mình nghĩ là nó sẽ tùy thuộc vào hai cái yếu tố. Thứ nhất là vào cái vị thế tài chính của các bạn. Thứ hai là phụ thuộc vào những cái đồng coin các bạn đang hold trong danh mục của mình. Về vị thế tài chính, nếu các bạn đang đầu tư cái số tiền mà các bạn thoải mái để mà giữ ở đó, không cần dùng tới hoặc là mất cũng không sao, và các bạn đang hold những đồng coin có cái nền tảng cơ bản rất là tốt, có thể tồn tại lâu trong thời gian sắp tới, ví dụ như là Bitcoin này, ví dụ như là ETH, ví dụ như là BNB chẳng hạn, thì mình nghĩ là các bạn có thể tiếp tục hold. Đó, các bạn chờ đợi 1-2 năm nữa, thậm chí là 3 năm nữa giá lên, các bạn vẫn có thể có lời. Đó, các bạn coi như là tắt app, các bạn làm việc khác, tập trung vào công việc của mình và để coin ở đó. Trường hợp thứ hai, nếu mà các bạn đang sử dụng cái số tiền mà các bạn không thể mất, nếu mất sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của bạn và gia đình bạn, hoặc là cái số tiền bạn đi vay. Đó, và các bạn đang ôm những đồng coin mà nó không tốt, chẳng hạn những đồng coin linh tinh, những dự án sinh ra chỉ để bán coin, thì các bạn có thể cân nhắc là chốt ra. Ví dụ các bạn đầu tư 1 tỷ mà bây giờ còn 500 triệu, thì ít nhất là các bạn xác định là ví dụ các bạn cần 200 triệu này để Tết này các bạn trang trải chẳng hạn, các bạn rút 200 triệu ra, các bạn bỏ 300 triệu lại cũng được, thậm chí là các bạn rút hết, đợi khi nào Bitcoin có cái tín hiệu đảo chiều như mình đã chia sẻ, các bạn vào lại gỡ cũng không muộn. Còn thậm chí là nếu mà các bạn vay chẳng hạn, ví dụ các bạn đầu tư 1 tỷ thì 500 triệu, các bạn vay 500 triệu của bạn, bây giờ tài khoản chưa đôi còn 500 triệu, thậm chí là các bạn rút ra hết, các bạn trả nợ hết rồi các bạn nghỉ khỏi thị trường một thời gian, các bạn học tập lại, các bạn ổn định tinh thần trở lại, các bạn quay lại cũng không muộn. Thì đó là cái lời khuyên của mình cho các bạn. Và một cái điều quan trọng nữa là chúng ta sẽ cần định nghĩa và xác định cái sự khác biệt giữa trader và holder. Và chúng ta cần phải biết là chúng ta đang trade hay chúng ta đang hold. Nếu mà hold thì các bạn hãy bỏ một số tiền mà các bạn không cần dùng tới trong ít nhất khoảng 1-2 năm nữa. Các bạn nắm giữ những đồng coin mà có khả năng tồn tại càng lâu càng tốt. Tại vì thị trường crypto đã cho thấy rằng là một đồng coin chỉ cần sống lâu là nó sẽ x và x nhiều lần. Còn trader thì sao? Trader thì luôn luôn nhìn vào cái thực tại, thị trường đang như thế nào thì đánh theo như vậy. Bản thân mình dự đoán rất đơn giản thôi. Giá nó đang trong trend giảm thì mình dự đoán nó sẽ giảm tiếp. Tại vì thị trường nó đi theo trend, nó luôn luôn là như vậy. Giá nó đang như thế nào thì chúng ta sẽ đánh theo như vậy. Nó cũng không có gì khó cả. Nhưng mà đôi khi chúng ta nhầm lẫn giữa trading và holding. Chúng ta hold nhưng mà chúng ta lại có kỳ vọng rất là ngắn, và chúng ta mong muốn có tiền ngay, nên là chúng ta quan sát thị trường liên tục. Và đôi khi chúng ta bỏ quên đi cái yếu tố cơ bản, cập nhật những thông tin cơ bản xem là dự án nó đang làm ăn như thế nào, mà chúng ta chỉ chăm chăm nhìn vào giá ở thời điểm hiện tại thôi. Thì đó lại là công việc của trader. Nhưng mà trader thì mới nhìn giá liên tục. Đó, và bản thân mình là một người phân tích, là một người làm content, thì bắt buộc là mình phải cập nhật thông tin cho các bạn. Tại vì biết đâu là bây giờ lại đang có những cái người mà đã mua được Bitcoin ở cái mức giá rất là thấp, đúng không ạ? Ví dụ như từ năm 2020 chẳng hạn, hoặc những đồng coin khác giá rất là thấp, thì những cái chia sẻ của mình lại có thể là giúp cho những người này có thể chốt lời đúng thời điểm. Đó, nên là các bạn nên nhìn một cái thông tin với cả cái sự khách quan, và hãy bỏ cái cảm xúc của mình ở ngoài khi các bạn nhìn những thông tin. Tại vì thông tin mình chia sẻ, nhận định của mình cũng luôn luôn rất là khách quan. Ok, trước khi tới những cái thông tin thú vị khác ngày hôm nay, thì mình muốn chia sẻ một cái chương trình khuyến mãi đặc biệt của sàn Bybit
một đối tác của kênh Mr. Coin. Thì trong thời gian gần đây thì kênh Mr. Coin đã làm việc với cái Bybit và sẽ có một chương trình sắp tới kỷ niệm cái ngày Tết cổ truyền sắp tới của chúng ta. Đó là chương trình tặng 500 BIT token dành cho 10 cái bạn may mắn, là mỗi bạn sẽ chia đều số này là được 50 BIT token. Thì BIT token là coin sàn của Bybit, giống như là BNB của Binance, và được sử dụng nhiều để tham gia các cái launch pool và launch pad của sàn Bybit. Hiện tại thì một BIT token đang có giá là khoảng gần 2 đô. Thì chương trình này, mỗi bạn nào mà nhận được 50 BIT token thì chúng ta sẽ có khoảng gần 100 đô, một số tiền không tồi. Và điều kiện để tham gia chương trình thì đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần đăng ký sàn Bybit bằng link giới thiệu của Mr. Coin và các bạn nạp tối thiểu 50 đô và giao dịch spot hay phái sinh bất kỳ là có thể có cơ hội trúng 50 BIT token này. Về Bybit thì Bybit là một trong những sàn có cái khối lượng giao dịch về phái sinh lớn nhất ở trong thị trường cryptocurrency, đúng không ạ? Lớn thứ tư chỉ sau có Binance, OKX và CoinTiger, đúng không ạ? Hiện tại thì Bybit cũng đã có những sản phẩm về giao dịch spot với cả những cái đồng coin mà không có ở trên Binance, ví dụ như đồng Izumi đó, hoặc là những đồng coin mà hot trong thời gian vừa qua như là Biko, đúng không ạ? Biko thì Bybit cũng đã niêm yết trên sàn rất là nhanh, sau đó thì Binance họ cũng niêm yết. Ngoài ra thì Bybit có cái chương trình về staking, về gửi coin lấy lãi rất là hấp dẫn. Ví dụ cái đồng DEBT này đang có APY là 120%. Hoặc là chương trình Dual Asset Mining. Lãi suất sẽ thay đổi liên tục và các bạn có thể tận dụng cái sự thay đổi này để các bạn có thể vào farm mức lãi suất rất là ok. Thì đó là cái chương trình mà kênh Mr. Coin đã hợp tác với cả Bybit để làm, để dành cho các bạn kỷ niệm cái dịp Tết sắp tới. Ngoài ra thì hiện tại Bybit cũng có một chương trình dành cho tất cả mọi người, đó là chương trình nhận tới 3.500 USDT bonus từ Bybit trong tháng 1 năm 2022. Đó thì cái thể lệ của chương trình này thì nó khá là nhiều, thì mình sẽ không chia sẻ luôn ở đây. Mà các bạn có thể lên cái trang web MrCoin.net, các bạn vào phần promo thì mình có liệt kê những cái chương trình rất là hay của sàn ở thời điểm hiện tại, cũng như là những cơ hội ở trong thị trường cryptocurrency nói chung, để các bạn có thể theo dõi một cách dễ dàng và tiện lợi hơn. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức mình thấy khá là thú vị ở trên thị trường cryptocurrency. Gần đây các bạn có nghe nói tới cái kế hoạch ra cái tiền nhân dân tệ số của Trung Quốc, đúng không ạ? Phiên bản crypto của Trung Quốc cũng có đầy đủ những tính năng như là smart contract. Tuy nhiên thì khi mà cái phiên bản này mới ra thì nó vẫn chưa được nhiều người sử dụng. Tại vì ở Trung Quốc họ quen sử dụng WeChat, họ quen sử dụng Alipay để mà thanh toán những cái giao dịch trực tuyến. Thì gần đây Ngân hàng Trung ương Trung Quốc họ nghĩ ra một giải pháp rất là thông minh, đó là họ yêu cầu WeChat phải tích hợp CBDC, đồng nhân tệ số, vào trong cái tính năng của mình. Đó thì đây là một cái cách để mà Trung Quốc họ họ muốn người dân của họ sử dụng cái đồng nhân tệ số của họ nhiều hơn. Đó, cũng như là chuẩn bị cho cái kỳ Thế vận hội mùa đông sắp tới ở Beijing, ở Bắc Kinh. Đó thì sẽ triển khai cái đồng nhân tệ số này để mà cho không chỉ người Trung Quốc mà những người ngoại quốc đến có thể sử dụng. Gần đây thì Ethereum nó không có sự tăng trưởng nhiều so với cả những cái đồng coin nền tảng khác. Các bạn thấy là hôm nay Ethereum nó đã về cái khu vực là khoảng 3.200 đô. Đó, thậm chí là hôm nay là nó về còn thấp hơn. Sáng nay là 3.200 đô, bây giờ là 3.100 đô rồi, đúng không ạ? Đang đục những cái ngưỡng hỗ trợ rất là quan trọng. Đó, trong khi chúng ta có một số những đồng coin khác, ví dụ như là Atom chẳng hạn, hôm nay còn ngược sóng, còn tăng. Hoặc là Luna của hệ sinh thái Terra cũng giảm hôm nay nhưng mà có sự tăng trưởng rất là nhiều trong cái thời gian trước đó. Đó hoặc là AVAX chẳng hạn cũng tăng khá là ok trong cái thời gian trước. Đó, thì với cái sự giảm giá của Ethereum này thì một số người có cái sự nhìn nhận khá là tiêu cực về hệ sinh thái Ethereum, giống như là một số chuyên gia ở ngân hàng đầu tư JP Morgan thì nói rằng cái sự chậm trễ ra mắt tính năng sharding của Ethereum 2.0 có thể khiến Ethereum bị tụt hậu so với cả những cái blockchain đối thủ và sẽ bị những blockchain đối thủ giành mất thị trường về DeFi. Đó, tại vì hiện tại thì Ethereum đang mong chờ cái sự triển khai của công nghệ sharding để mà có thể cải thiện cái trải nghiệm người dùng
về tốc độ giao dịch, về phí giao dịch được tốt hơn. Tuy nhiên thì cái sự triển khai này nó liên tục bị delay, đúng không ạ? Trước đây chúng ta kỳ vọng là cuối năm 2021 thì sẽ có cái update này. Tuy nhiên thì đội dự án lại delay sang giữa năm nay là 2022. Đó, thì không biết bao giờ cái sharding này mới xong. Đó, tuy nhiên thì cái nhận định này đã gặp phải cái sự phản pháo ngay của những người mà ủng hộ và tin tưởng Ethereum. Họ nói rằng là hiện tại Ethereum họ đang tập trung vào những cái tính năng về an ninh, về an toàn của hệ thống, đảm bảo là khi update lên hệ thống nó phải thật là an ninh, thật là ổn định thì họ mới update. Giống như là chúng ta có Solana chẳng hạn, một cái blockchain rất là nhanh, khả năng xử lý giao dịch lên tới 50.000 cho tới 100.000 giao dịch một giây. Tuy nhiên thì trong tháng 9 vừa qua thì đã bị tấn công và khiến cho hệ thống nó ngừng hoạt động trong vòng 18 giờ và đội dự án đã phải reset hệ thống. Thì điều này đã khiến cho cái niềm tin về hệ thống Solana bị giảm đi rất là nhiều và giá token của những cái dự án trên Solana cũng đã bị giảm. Nếu các bạn quan sát trong cái thời gian vừa qua thì đội phát triển Ethereum họ không muốn gặp phải bất cứ tình trạng nào như thế này khi mà Ethereum 2.0 được triển khai. Nên là họ sẽ làm thật là cẩn thận, thật là chắc chắn để mà khi mà Ethereum 2.0 nó go live, nó triển khai thì sẽ hoạt động trơn tru và mọi người sẽ tin tưởng Ethereum và giữ tài sản của mình ở trên hệ sinh thái này. Hiện tại theo dự án The Graph, dự án cung cấp dữ liệu từ Ethereum và rất nhiều blockchain khác cho những cái ứng dụng DApp, thì 66,7% những cái queries, những cái yêu cầu lấy dữ liệu tới The Graph thì vẫn bắt nguồn từ Ethereum. Nên là Ethereum vẫn là cái blockchain được sử dụng nhiều nhất và phổ biến nhất ở thời điểm hiện tại, nếu mà nói đến cái smart contract, nếu mà nói đến những ứng dụng về DeFi. Đó, thì biết được rằng là Ethereum vẫn đang ở cái vị thế số 1 thì các cái dự án về blockchain nền tảng khác cũng đang ráo riết tìm cách để mà cạnh tranh. Gần đây chúng ta có thông tin là Terra, hệ sinh thái với đồng coin Luna, đã chi cái số tiền lên tới 140 triệu USD cùng với Luna để mà bơm cho những cái dự án DeFi trên Ethereum, trên Solana, trên Polygon, để mà những dự án này họ sử dụng đồng USD, sử dụng đồng Luna nhiều hơn. Các bạn biết là trong downtrend thì rất là nhiều những cái dự án về crypto, về DeFi, về NFT chẳng hạn, họ gặp phải vấn đề về dòng tiền. Tại vì một phần ngân sách của họ là từ coin. Các bạn mà xem cái tokenomics của các dự án, các bạn thấy được rằng là một phần những cái đồng coin này sẽ được sử dụng cho đội dự án, sẽ được sử dụng cho quá trình phát triển. Có nghĩa là họ sẽ bán bớt coin của họ đi để mà họ lấy tiền, họ trang trải. Tuy nhiên khi mà coin nó xuống giá trong downtrend thì những dự án này sẽ gặp vấn đề về mặt tài chính. Đó, thì biết được cái tâm lý này thì Terra họ lập tức là họ bung tiền ra để mà hỗ trợ các dự án, đổi lại các dự án sẽ sử dụng cái đồng stablecoin UST của họ, cái đồng Luna của họ nhiều hơn. Hiện tại thì UST là cái đồng stablecoin có cái sự sử dụng phổ biến đứng thứ tư, đứng sau BUSD có vốn hóa là 14 tỷ USD, đứng sau USDC 43 tỷ USD, USDT 78 tỷ USD, UST hiện tại là 10,3 tỷ USD về vốn hóa. Các bạn có thể thấy được rằng là trong khi rất là nhiều những dự án Layer 1 khác, những dự án blockchain mà cạnh tranh với các Ethereum thì họ liên tục phải bơm tiền ra. Trước đây thì CZ của Binance Smart Chain cũng đã bơm khoảng 1 tỷ đô la để mà thu hút những cái dự án về DApp họ vào cái nền tảng BSC để họ xây dựng, đúng không ạ? Rồi những cái nền tảng khác như là Near, như là Solana và gần đây là có Terra cũng liên tục tung ra những cái gói tiền để mà thu hút mọi người vào như vậy. Tuy nhiên thì Ethereum thì hầu như là họ không cung cấp bất cứ những cái chính sách nào về tiền mặt cả. Mọi người vẫn cứ đổ vào Ethereum. Đó, thì đó mới là cái hay. Tại vì đôi khi người ta theo đuổi một cái niềm tin nào đó chứ họ không theo đuổi đồng tiền. Nên là nhiều nhà phát triển phần mềm họ tin vào cái định hướng, tin vào cái tầm nhìn của Vitalik Buterin, của Ethereum, họ vào đó vào phát triển thôi, chứ không nhất thiết là họ cần phải có bất cứ cái sự hỗ trợ nào về mặt tiền tệ cả. Ok, và chúng ta có thông tin cuối cùng của ngày hôm nay, đó là thông tin về đất nước gần chúng ta, đó chính là đất nước Thái Lan ở trong khối ASEAN. Thì Thái Lan sắp tới sẽ có một cái bộ luật quy định là những cái người trade và đầu tư crypto, đúng không ạ, sẽ phải trả 15% thuế trên cái khoản lãi của họ. Đó, thì đây là tin tức
mà cái tờ báo Bangkok Post đã trích lời của Bộ Tài chính Thái Lan ngày mùng 6 tháng 1 vừa qua. Tuy nhiên, một cái điều rất là thú vị là những nhà đầu tư crypto thì phải trả thuế. Tuy nhiên thì các sàn giao dịch crypto của Thái Lan thì lại không phải trả bất cứ đồng thuế nào. Và cũng rất là trùng hợp khi là nhiều cái sàn giao dịch cryptocurrency này nó thuộc sở hữu của những cái ngân hàng lớn cũng như là những cái cá nhân tài phiệt ở Thái Lan. Như là sàn Bitkub tháng 11 vừa qua thì đã trở thành cái sàn thuộc sở hữu của ngân hàng số 1 của Thái Lan. Hay là sàn Upbit Thái Lan đúng không ạ? Thì cũng đã được cái CP Group, tập đoàn CP của Thái Lan mua lại. Tập đoàn CP là một tập đoàn thực phẩm rất lớn của Thái Lan và họ cũng đã có những sản phẩm như là trứng, như là gà bán rất là nhiều ở Việt Nam. Thì đây là một sự rất là lý thú đúng không ạ? Khi mà những nhà đầu tư thì phải trả thuế nhưng mà sàn giao dịch kiếm được rất là nhiều và không chịu rủi ro mấy thì lại không phải nộp thuế. Đó, rất là hay. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh Mr. Coin ngày hôm nay. Rất là mong chúng ta sẽ cùng có những cái chiến lược đầu tư thật là thận trọng, thật là thông minh ở trong cái giai đoạn downtrend này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.